Cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi. Sau đây chúng tôi gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ được trình bày với Jenny sau đây. Trung Quốc chỉ trích hoạt động của Hoa Kỳ ở Biển Đông, Đài Loan. Những hành động của Hoa Kỳ đang diễn ra liên quan đến Biển Đông, Đài Loan và Hàn Quốc là sai lầm. Ông Phạm Trường Long là Phó Chủ tịch Quân quỹ Trung ương Trung Quốc nói như vậy với Đại tướng Joseph Dunford là Tổng tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ, người hiện có chuyến làm việc tại các quốc gia vùng Đông Bắc Á là Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc. Ông Phạm Trường Long nêu ra những hành động mà ông cho là sẽ ảnh hưởng xấu đến quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington, ảnh hưởng xấu đến lòng tin đang gia tăng giữa hai bên, đó là việc tàu chiến Mỹ tuần tra ở Biển Đông, việc triển khai hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tầm cao THAAD tại Hàn Quốc và những chính sách của Hoa Kỳ về Đài Loan, đảo quốc mà Bắc Kinh vẫn coi là một phần lãnh thổ của mình. Phía Hoa Kỳ từng quan ngại về chuyện máy bay Trung Quốc áp sát máy bay Hoa Kỳ một cách nguy hiểm, cũng như sự thiếu minh bạch về chi phí quốc phòng của Trung Quốc. Ông Dunford nói với các phóng viên rằng mục đích chuyến đi của ông là ký được một thỏa thuận khung cho cơ chế đối thoại giữa liên quân hai phía. Kính thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ chỉ đạo lập phương án quân sự khả thi đối với Triều Tiên. Thưa quý vị, theo tin AP, vào ngày 17 tháng 8, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, tướng Joseph Dunford, nhận định rằng một giải pháp quân sự cho mối đe dọa hỏa tiễn của Triều Tiên là một viễn cảnh khủng khiếp. Nhưng để mặt Triều Tiên phát triển năng lực tấn công hạt nhân nhằm vào Hoa Kỳ là điều không thể tưởng tượng được. Trả lời báo giới tại Bắc Kinh, ông Dunford cho biết, Tổng thống Donald Trump đã trực tiếp yêu cầu chúng tôi phát triển các phương án quân sự khả thi, và đó chính xác là điều chúng tôi đang làm. Trước đó, chiến lược gia của Tổng thống Trump, ông Steve Bannon, nói rằng không có giải pháp quân sự nào cho mối đe dọa và tham vọng hạt nhân của Triều Tiên, bất chấp việc Tổng thống Hoa Kỳ gần đây cam kết đáp trả các động thái khiêu khích tiếp theo của Triều Tiên bằng lửa và thịnh nộ. Trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết nước này đang phối hợp với Hàn Quốc trong việc tìm ra một giải pháp ngoại giao cho vấn đề Triều Tiên, trong bối cảnh cả Washington và Bình Nhưỡng dường như đều đang tạm ngừng đưa ra những lời thách thức lẫn nhau. Tân đại sứ Hoa Kỳ khẳng định năng lực bảo vệ đồng minh Nhật Bản. Theo Reuters Kyodo, vào ngày 17 tháng 8, tân đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản là William Hargitay tuyên bố khả năng Hoa Kỳ tự bảo vệ mình và các đồng minh là không thể bàn cãi, đồng thời tái khẳng định cam kết của Washington trong liên minh quân sự với Nhật Bản. Trước đó, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tokyo đã dẫn phát biểu vào ngày 16 tháng 8 của ông Hargitay trước khi lên đường sang Nhật Bản. Đối với Hoa Kỳ, không có mối quan hệ song phương nào quan trọng hơn quan hệ đồng minh với Nhật Bản. Cam kết của chúng ta đối với an ninh của Nhật Bản và quan hệ đối tác kinh tế của hai bên là không thể lay chuyển. Tuyên bố của tân đại sứ Hoa Kỳ được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đang xem xét kế hoạch tấn công hỏa tiễn vào đảo Guam, thuộc vùng lãnh thổ Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Mặc dù nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 15 tháng 8 đã quản quyết định này để chờ động thái tiếp theo của Hoa Kỳ. Ông Hargitay sẽ kế nhiệm bà Caroline Kennedy, người đã giữ cương vị đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama trước khi rời Tokyo hồi tháng 1 năm nay, thưa quý vị. Quân đội Hoa Kỳ và Trung Quốc tiến thêm một bước quan trọng. Thưa quý vị, bản tin cho biết là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 17 tháng 8 đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ là ông Joe Danforth tại thủ đô Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của Triều Tiên gia tăng. Tại buổi tiếp tân, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết mặc dù chuyến thăm của ông Danforth diễn ra ngắn, song có lịch trình khá toàn diện, qua đó cho thấy quan hệ giữa hai quân đội đã tiến thêm một bước quan trọng. Trước đó, trả lời báo giới tại Bắc Kinh, tướng Danforth nhận định rằng một giải pháp quân sự cho mối đe dọa hỏa tiễn của Triều Tiên là một viễn cảnh khủng khiếp. Nhưng để mặt Bình Nhưỡng phát triển năng lực tấn công hạt nhân nhằm vào Hoa Kỳ là điều không thể tưởng tượng được. Ông Danforth nhấn mạnh, Tổng thống Donald Trump đã trực tiếp yêu cầu chúng tôi phát triển các phương án quân sự khả thi, và đó chính xác là điều chúng tôi đang làm. Ông Danforth cũng cho biết đã thảo luận với giới Trung Quốc cách tiếp cận của Washington với Triều Tiên,
tập trung vào các áp lực ngoại giao cũng như kinh tế, trong khi thì cũng nhấn mạnh Hoa Kỳ đang nghiên cứu các sự lựa chọn quân sự trong trường hợp các áp đặt ngoại giao cũng như kinh tế thất bại. Và về phần mình thì phía Trung Quốc kêu gọi ông Danforth tránh con đường sai lầm trong việc đối với Triều Tiên. Một trong diễn biến liên quan đến căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên, tân đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản là William Hegarty ngày 17 tháng 8 tuyên bố khả năng của Hoa Kỳ bảo vệ chính mình và các đồng minh trước Triều Tiên là điều không phải bàn cãi. Ông Hegarty tuyên bố như vậy là khi ông đến Nhật Bản nhận nhiệm vụ và tái xác nhận cam kết bảo vệ đồng minh của Washington đối với Tokyo. Đại sứ Hegarty còn nhấn mạnh, quan hệ đồng minh của Hoa Kỳ với Nhật Bản là chắc chắn. Tôi hy vọng chúng ta sẽ tăng cường vị thế của chúng ta để đối phó với mối đe dọa gia tăng trong khu vực. Và tôi cũng hy vọng Nhật Bản sẽ can dự hơn nữa. Rơi trực thăng của lục quân Hoa Kỳ ở bờ biển ngoài khơi Hawaii. Theo AP đưa tin vào ngày 16 tháng 8, một phát ngôn viên nữ của lực lượng tuần duyên Mỹ, viết tắt là USCG, cho biết một chiếc máy bay trực thăng Black Hawk của lục quân nước này đã bị rơi ở vùng biển ngoài khơi Hawaii vào đêm 15 tháng 8 giờ địa phương. Khi gặp nạn, chiếc trực thăng này đang chở 5 thành viên phi hành đoàn. Trong một thông cáo báo chí, USCG cho biết các quan chức tại sân bay quân sự Wheeler gần Honolulu đã mất liên lạc với máy bay này vào khoảng 10 giờ tối ngày 15 tháng 8. Thông cáo cho biết thêm, các đội phản ứng đã tìm thấy một mảnh vỡ cách mũi Kaena 3 km về phía Tây, kính thưa quý vị. Cũng trong phần tin Hoa Kỳ thì thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc lên án Hoa Kỳ đe dọa hành động quân sự tại Venezuela. Vào ngày 16 tháng 8, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là Antonio Guterres đã chỉ trích việc Tổng thống Donald Trump đe dọa có hành động quân sự để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela, khẳng định khu vực Mỹ Latin đã thoát khỏi sự can thiệp bên ngoài và điều này phải được bảo vệ. Phát biểu với các phóng viên, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là Guterres nói, một điều rõ ràng là Mỹ Latin đã thành công trong cuộc đấu tranh trong những thập kỷ qua nhằm giải phóng khỏi chế độ độc tài và sự can thiệp bên ngoài. Một bài học rất quan trọng và bảo đảm di sản này phải được bảo vệ và cụ thể là trong trường hợp Venezuela. Xét trên cả hai phía cạnh, hôm 11 tháng 8, trong một bình luận bất ngờ trên trang cá nhân Twitter, Tổng thống Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc nhiều giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Venezuela, theo đó không loại trừ các biện pháp quân sự. Tuyên bố này cũng đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ các nước Mỹ Latin. Peru khẳng định lời đe dọa của Tổng thống Hoa Kỳ đi ngược các nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc. Và Mexico cũng như Colombia cũng ra các tuyên bố tương tự. Khối thị trường Trung Nam Mỹ cũng bác bỏ việc sử dụng vũ lực chống Venezuela, dù trước đó họ đã quyết định chỉ tư cách là thành viên của nước này. Vừa rồi là phần điểm tin Hoa Kỳ. Chúng ta xin tạm ngưng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại, thưa quý vị.